game online toàn tức, cũng không chỉ là game online, nó được gọi là ảo cảnh. Một ảo cảnh chính là một câu chuyện hoàn chỉnh, ảo cảnh sẽ thiên về huyền huyễn, cổ trang. Đương nhiên, cũng sẽ có cuộc sống hiện thực rất tốt đẹp, có lúc cũng không tốt đẹp như vậy. Giang Nhược Huyên Nữ chủ nhân Không cần nhiều lời, sẽ không ngốc bạch ngọt, là một cô gái thông minh đáng yêu, độc lập tự chủ, đồng thời cũng dám yêu dám hận. Lục Khiên đừng hiểu lầm, hắn thật sự không phải nam chính, là bạn thân tốt của nam giới. Tuy rằng thời điểm không nguy hiểm là một tên ngốc lão đảo, liếu riếu, nhưng thời điểm mấu chốt giống như một dũng sĩ kiên định. Mạc Thiên Trạch có người nói giống như phán quan cầm bút trong địa ngục. Không không không, chỉ là một bộ não cố chấp yêu đương mà thôi. Đến từ nữ chính đánh giá. Giai đoạn đầu. Người mấy sao? Trung kỳ. Kẻ điên hậu kỳ tiểu tiểu chó săn triệu lăng quân tử đoan phương ôn lương như ngọc đây chỉ là bề ngoài thôi trên thực tế trên thực tế hình như quả thật cũng là như vậy là một tiểu thiếu gia trong ngoài như một chỗ nào cũng tốt tịch tình huống đại soái ca nhang sắc đỉnh cao a cứu mạng vừa có đầu óc còn có miệng cho nên nói nam nhân như vậy rốt cuộc vì sao lại thua A, à? có thể là tới chậm, cũng thiếu chút nữa may mắn. Sa súc lan nhiều thì không thể tiết lộ. Nhưng là cái rất hoàn mỹ NPC, thật sự là quá câu người. Chương 1 Kế hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Huyển cảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Tổ đội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hỗn chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Sơn động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6. Biến hóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7. Thân thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8. Xuất động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9. Thông linh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Xoắn suyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.